mà chống cựa kìm tì mang, nhưng cũng không thể nào nhào ra thêm lần nữa, cứ như vậy mà trực tiếp rơi xuống. Một lát biến hóa này lập tức thật sự quá nhanh, thế nên ba đầu kìm nhạn báo kia căn bản là cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, càng không thể nào tưởng tượng được kìm tì mang viên kia có thể khôi phục lại từ trong khống chế nhanh như vậy. Hơn nữa nó lại không tiếc một cái giá lớn mà phát động công kích như vậy. Trong tiếng kêu gào thê thảm, ba đầu kìm nhạn báo đều đã trọng thương. Một đoàn hỏa quang đột nhiên vọt tới phía một đầu của kìm nhạn báo vừa rơi xuống, sau khi ôm ghim nó liền cắt cổ của kìm nhạn báo. Tuy kìm nhạn báo đã này đã dốc hết sức liều mạng né tránh, nhưng cả người cũng đã bị ngọn lửa bao vây, còn bị cắn trúng chân trước. Mà đoàn hỏa càng kia rõ ràng là một đầu địa hỏa long cao hơn 4 mét. Tốc độ của địa hỏa long không nhanh, nhưng dưới tình huống bình thường thì căn bản là nó không có khả năng đuổi được kìm nhạn báo. Nhưng lúc này tình huống đặc thù lại xuất hiện, chân phải đã bị thương nặng của kìm nhạn báo lập tức bị cắt đứt. Một đạo thân ảnh ngầm đen cũng nhào tới từ bên cạnh, cái đuôi to kia như thiết chùy hùng hăng mà nện và eo đầu của kim nhạn báo này. Tiếng cốp cách đứt gãy vàng lên, phần eo chỉ là chỗ hiểm của kim nhạn báo. Nó kêu thảm một tiếng rồi lập tức ngã xuống mặt đất, cả người đã bị hai thân thể khổng lồ bao trùm. Thiết bối long, không sai, một địa hỏa long, một thiết bối long, đều trên người 300 năm tu vi. Dưới tình huống bình thường thì căn bản là chúng không cách nào uy hiếp được kiểm nhạn báo ngàn năm. Nhưng giờ khắc này, chúng lại thành đối thủ chí mạng của kiểm nhạn báo. Mà ở hai bên kia, một đạo hào quang bạch sắc lao vụt lên, phát ra âm thanh lòng ngầm trầm thấp, thương mang sáng lạng màu trắng bạc đột nhiên nở rộ. Một phát này, Liêu Phong cảm thấy tinh khí thần cả người mình đều tăng tới cực hạn. Dưới tăng phung của kim văn lam ngân tháo, phong mang cổ hồn cốt ngân nguyệt lang đã không hề giữ lại mà phóng thích xa. Trên không trung hiện lên một vệt thương mang dài đến 5 thước. Đầu kim nhãn báo thứ hai kia miễn cưỡng dùng chân trước là tới ngăn cản, nhưng lại bị ngân nguyệt thương mang đâm thủng. Hai đạo thân ảnh lóe lên trên rồi biến mất. Yết hầu của kim nhãn báo đã bị ngân nguyệt thương mang đâm thủng. Lưu Phong lại lóe thân tới cách đó không xa. Đầu kim nhãn báo cuối cùng là cũng sắp rơi xuống mặt đất rồi, nhưng thứ chờ đợi nó chính là một tiếng lòng ngầm gào thét. Một luồng kim sắc chói mắt, một cái đầu rồng màu vàng bay lên, dâng trào mà kiêu ngạo, bá đạo mà liều lĩnh, chính là kim lòng thăng thiên. Khi mà tu vi tăng tới hai hoàn, huyết mạch tiến hóa, dù cuồng làm huyền vũ cũng có thể sử dụng được kim long thăng thiên rồi. Đây cũng là một kích mạnh nhất của hắn trừ võ hồn dung hợp kỹ. Kim quang sáng lãng, long ngầm vàng trời, còn có khí tức chưa từng có từ trước đến nay. Kim sắc huyết mạch ở trong người bộc phát, hai mắt của làm huyền vũ cũng theo đó mà biến thành màu vàng nhạt. Uinh một tiếng, một va chạm vô cùng kịch liệt đã xảy ra. Đầu kim nhăn báo ngàn năm kia bị oanh kích bay trực tiếp ra ngoài. Hai chân của Lam Miên Vũ cũng lún xuống mặt đất. Đôi cẳng tay kia của kim nhăn báo đã hoàn toàn gãy vốn. Lam Miên Vũ vừa hạ người lại đột nhiên vọt tới phía trước, một quả băng chùy bắn xa mà đuổi theo kim nhăn báo, tinh chuẩn vô cùng mà đâm vào trong đồng tử ở mắt của nó. Mọi người, mọi thứ nói thì là chậm nhưng đều phát sinh ra trong nháy mắt. Kim Ti Ma Viên với dụ địch tới một thoáng chiến, đem hết toàn lực mà phát ra công kích Kim Ti mang trên phạm vi lớn. Mà việc của ba người làm miền vũ chính là cho ba đầu kim nhãn bá một kích chí mạng. Trận chiến đấu này thật ra từ lúc bắt đầu đều chỉ là chấm dứt cũng chỉ là trên dưới 10 giây. Ba đầu hồn thú nghìn năm cứ như vậy mà mất mạng trong tay của bọn hắn. Sau khi Lưu Phong hạ xuống thì có một chút khó có thể tin. Đây chính là hồn thú nghìn năm, lại cứ như vậy mà bị bọn hắn giải quyết xong. Trong miệng của Kim Thi Ma Viên phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hào quang thiên lương trong mắt của nó lại càng trở lên trên mãnh liệt. Nó mãnh liệt nhào tới một đầu của kim nhạn báo đã chết, đôi chân trước dùng sức mà nện lên thi thể của nó. Ba người làm mình vũ thế vậy có chút co máy, nhưng lúc này bọn hắn cũng không tiện tới ngăn cản. Hiển nhiên Kim Thi Ma Viên đã có một chút mất kiểm soát tâm tính, bỗng nhiên giải quyết xong kiều địch. Đối với nó mà nói, đây chính là lúc để phóng thích ra tâm tính. Một lúc lâu sau đó, Kim Thi Ma Viên mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt của nó cũng bắt đầu trở lên ảm đạm, rõ ràng có một chút hừ nhược. Lam Yên Vũ thoáng do dự một lát, nhưng vẫn bước tới phía trước, lấy công tử chi ngàn năm đưa về phía của Kim Thi Ma Viên. Kim Thi Ma Viên ngẩn người, nó nhìn Lam Yên Vũ đưa công tử chi tới nhưng lại không động đậy, có vẻ như đang có chút sợ dữ. Tiền lỗi, người nói cho là biết chúng ta cho nó ăn, giúp nó khôi phục thể lực, nói rằng chúng ta tin tưởng nó sẽ tuân thủ lời hứa. Lam Hiền Vũ nói, tiền lỗi vội vàng thông qua tinh thần lực, truyền đạt ý nghĩ của Lam Hiền Vũ.
Lúc này Kim Thi Ma Viên cũng không có giò sữa nữa, tiếp nhận Thừa Chi Mạn luốt vào trong bụng, nhưng nó không có nóng lòng tu luyện mà lại đột nhiên xoay người, dùng chân trước sờ sờ thi thể của Kim Nhan Báo vài cái, sau đó lấy ra một thứ gì đó rồi quay người đưa cho Lam Hiên Vũ. Đó là một vật màu vàng rực, nhìn qua giống một khối xương sọ nhỏ, nhưng mà thứ kỳ dị là hốc mắt của khối xương sọ này cũng không phải là trống rỗng, mà trong đó mang có hai khối trông như là thấu kính. Cái này là... Ánh mắt của Lam Hiên Vũ thiền lỡ cùng với Lưu Phong liền có rút lại. Tuy bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái này, thế nhưng tiên trên tưởng tới phần thưởng ở trong đĩa quay may mắn của Lưu Phong lúc trước là có thể đoán ra đây là cái gì. Hồn cốt, hơn nữa còn là một khối đầu hồn cốt. Trên cơ thể người có 6 cỗ chỗ có thể hấp thu ra 6 khối hồn cốt chủ yếu. Trong đó thì đầu hồn cốt là hy hữu nhất, nó còn hiếm thấy hơn cả thân thể cốt nên tất nhiên cũng là loại trân quý nhất. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đánh chết ba đầu kiềm nhãn báo này mà cũng tìm được một khối đầu hồn cốt. Đây chính xác là xác suất 1/1000. Cái vận khí này cũng thật sự là tốt quá rồi. Thế nhưng chỉ nháy mắt sau đó, vẻ mặt cả ba đều trở lên trên chán nản. Nguyên nhân là cả ba người Lam Hiên Vũ chán nản cũng rất đơn giản. Nơi này chính là thế giới giả tưởng. Đừng nói đầu hồn cốt, cho dù là một khối 10 vạn năm hồn cốt cũng vẫn là không dùng được. Vậy thì có tác dụng gì đây? Nếu đây là đấu la thế giới thông thường có lẽ còn có thể dùng nó để đổ lấy đấu la tệ. Nhưng đây là khi khu vực khảo hạch, hoàn toàn khác đấu la thế giới thông thường. Hẳn là nó chuyên thuộc về sự lệ khắc, nên cái điều vật này cũng chẳng mang ra được. Cũng không cách nào dung hợp thành lực lượng chiến đấu của mình. Quả thực là không bằng cả cái gần gà. Ba người nhìn khối đầu hồn cốt kim nhãn báo này mà hai mắt đều có chút đỏ lên. Nếu như đây là tồn tại thực thì hẳn là tốt. Không thể nghi ngờ rất có thể đầu hồn cốt này sẽ cho hồn kỹ là kim nhãn ngừng thị, là sẽ có năng lực siêu cường có thể tập lập tức khống địch. Ta muốn khóc, làm sao bây giờ? Cảm giác lúc này của Tiền Lỗi thực sự là rất giống lúc trước hắn cự tuyệt sớm trúng tuyển vào sự lệ khác. Khóe miệng của Lưu Phong khẽ cò giật, ta thả rằng không xuất hiện thứ này. Hẳn là người đã có hồn cốt lên tất nhiên sẽ rõ ràng một khối hồn cốt có tác dụng lớn bao nhiêu đối với một hồn sư. Hắn bây giờ, lực lượng cánh tay phải gần như là đang gấp 3 lần cánh tay trái. Cho dù không có Lam Hiên Vũ phụ trợ thì lực lượng công kích vẫn rất mạnh mẽ. Lam Hiên Vũ đưa tay tiếp nhận khối màu xương sọ màu vàng kia mà có một chút cau mày, rồi hắn đột nhiên đưa đầu khối hồn cốt trả lại cho Kim Tì Ma Viên, sau đó nói với Tiền Lỗi, nói cho nó biết nó cần thứ này hơn để cho chính nó giữ lại. Tiền Lỗi sững sờ, là sao? Lam Hiên Vũ lúc này liếc mắt mà nhìn hắn, hồn thú loại hình người cũng có khả năng dung hợp hồn cốt, mà Kim Ti Ma Viên đang thuộc về loại này. Nói một cách khác, nó có khả năng dùng được khối hồn cốt này, chúng ta chẳng thể làm được gì với khối hồn cốt này, vậy không bằng cho nó một cái nhân tính. Tiền Lỗi mang về mặt bất đắc dĩ đi phiên dịch, ánh mắt Kim Ti Ma Viên nhìn Lam Hiên Vũ đã có một chút ngốc trẻ, nó chỉ khối hồn cốt rồi lại chỉ chính mình. Nó hỏi thật sự nó có thể dung hợp sao? Tiền Lỗi phiên dịch. Lam Hiên Vũ nói, ngươi đem lời nói mới vừa rồi của ta nói cho nó biết, hẳn là cũng được. Tiền Lỗi lại phiên dịch lại, lúc này ánh mắt của Kim Ti Ma Viên nhìn ba người Lam Hiên Vũ đã trở lên cực nhu hóa. Sắc thái thô bạo hùng tàn lúc trước đã hoàn toàn biến mất ở trong nháy mắt này. Nó đột nhiên dùng sức mà gật đầu về phía ba người, tiếp nhận một khối hồn cốt rồi bỏ lồm ngồm trên mặt đất. Lúc này, đám lông ở trên lưng của nó đã trở nên có một chút thừa thớt. Cái kim tì màng này là lực lượng bản nguyên của nó. Lúc trước phóng xa nhiều như vậy, đã đả thương chính bản thân của nó. Lúc này lại ăn được gông tử chi, dược lừng phát tác ra làm thân thể của nó sắp kiên trì không nổi. Chúng ta hộ pháp giúp nó. Lam Hiên Vũ lôi Tiền Lỗi cùng với Lưu Phong lùi về phía sau vài bước. Trên người của tìm kim tì mà viên bắt đầu xuất hiện ra kim sắc quang mang như ẩn như hiện. Có vẻ nó đã ngập vào ngủ say. Hộ pháp giúp nó thế này cần bao lâu thời gian của chúng ta là có hạn đấy. Tiền Lỗi thấp giọng nói, hai mắt của Lam Hiên Vũ híp lại, chúng ta đã giết 4 đầu hồn thú nghìn năm, hẳn là những người khác rất khó vượt qua tiến độ này, chậm một chút cũng không sao, nếu qua như là một ngày nó vẫn không thể hồi phục lại, chúng ta liền rời đi, mà nếu nó có thể hoàn thành dung hợp thì chúng ta có lợi lớn rồi. Từ thái độ của Kim Ti Ma Viên đối với bọn hắn trước đó mà nói, có thể nhìn ra được, nó đã chính thức tán đồng ba người bọn hắn. Nếu có thể được nó trợ giúp, thì nhất định thành tích khảo hạch của bọn hắn sẽ không tầm thường. Lưu Phong cùng với Tiền Lỗi đều cực kỳ là tin tưởng đối với Lam Hiên Vũ. Lại có 4 đầu hồn thú nghìn năm kia làm đệm nứng, nên bọn hắn đã quyết định lưu lại. Lưu Phong chịu trách nhiệm trinh sát chung quanh, Lam Hiên Vũ cùng với Tiền Lỗi thì giúp nó hộ pháp.
Sau khi được Lam Hiền Vũ phụ trợ mấy lần triệu hoán, Tiền Lỗi cũng đã hoàn thành phục khắc và khôi phục lại thực lực để trạng thái đỉnh phong. Mà để cho bọn chúng có chút kinh ngạc là lần phục khắc này lại là Thúy Ma Điếu. Không sai, hắn lại một lần nữa triệu hoán ra Thúy Ma Điếu. Hơn nữa, Tiền Lỗi còn nhận ra có vẻ đầu Thúy Ma Điếu này khác với đầu được triệu hoán lần trước. Đây nhất định là chuyện tốt, chẳng qua là bản tính của Thúy Ma Điếu cực hung tàn nên cũng có một chút khả năng phản phệ. Khi mà bọn hắn vừa triệu hoán ra Thúy Ma Điếu, nó liền trực tiếp đánh về phía của Kim Ti Ma Viên. May mắn là đã bị Tiền Lỗi toàn lực chới ngăn trở, lúc đó Thúy Ma Điếu mới ngượng ngùng mà rời đi. Ta có cái nghi vấn, nếu Thúy Ma Điểu là được triệu hoán từ nơi khác đến,